Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Ngược dòng vung đao, tác giả Hương Tiểu Mạch. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Nam Mỹ Ngược dòng vung đao Tập 17 Mỗi lần Nghiêm tiểu đao thình lình dễ hoạt Mạch Doãn Lương lại phải bám chặt lấy trần xe Bả vai và tai và đập Bị đau nhưng ngại không lên tiếng Sợ nghiêm tổng trên mình quá yếu đuối So sánh với một người đàn ông như nghiêm tiểu đao Anh ta quả thật trói gà không chặt Chỉ là một thằng đẹp mã Hèn nhát và nhu nhược Ngài Mạch xem ra cũng chẳng biết đi đâu Hiển nhiên không quen thuộc đường xá lâm loan Vì thế Nghiêm tiểu đào tự quyết Đánh xe vào một quán trà tương đối vắng vẻ Cổng vào phòng vo Nấp sau khu dân cư và phố xá sầm uất Người bình thường không nhìn thấy Hiển nhiên khách hứa điều hưu Hai người vào một gian phòng riêng Nghiêm tiểu đào cũng lười gọi trà bánh Cả ly latte của mình Hắn còn chưa uống Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt mạch doãn lương Chẳng buồn khách sáo Ngài mạch Muốn nói gì với tôi thì nói đi Mạch Doãn Lương cúi gặm mặt bắt đầu thủ tục rót nước. Người chậm chạp bẩm sinh phải màu đầu vài câu mới vào chủ đề chính được. Trước khi nói chuyện còn phải rót nước tráng cốc lọc trà. Lọc đi lọc lại, cuối cùng lọc ra một tách trà chẳng to hơn ngón cái là bao. Đưa cho nghiêm tổng, chẳng đủ nhét kẽ răng. Nghiêm tiểu đào tính tỉnh nhanh nhẹn, thật sự không chịu nổi điệu bộ dườm già lễ nghĩa này. Mạch Doãn Lương nhẹ giọng khoan thai. Ngài nghiêm, thực ra là tôi sắp phải đi, khó tránh khỏi lưu luyến nên muốn gặp ngài trò chuyện nghiêm tiểu đao vào thẳng vấn đề anh nói lăng hà như thế nào anh gặp cậu ấy ở đâu à tôi mạch doãn lương đã tháo kính dâm phơi bày trọn vẹn ánh mắt ngập ngừng nhìn ngang nhìn dọc tôi biết ngài quan tâm đến ngài lăng vừa nãy tôi sợ nghiêm tổng không muốn gặp tôi nên nói bừa như vậy thực ra không có gì hết xin lỗi nghiêm tổng nghiêm tiểu đao chậm rãi nhíu mày thành hai đường thẳng ngay sau đó, hắn chỉnh lại áo khoác, chẳng muốn nhiều lời vô ích, đứng dậy sải bước bỏ đi. Sắc mặt lạnh lẽo, ngùn ngụt khí thế cự tuyệt cả nghìn dặm, nhìn mà kinh hãi. Mạch Doãn Lương giật mình, vô thức muốn giữ chặt Nghiêm Tiểu Đao, nhưng đôi chân không theo kịp não bộ, vấp phải chân bàn. Thế là ngã nhào xuống trước mặt Nghiêm Tiểu Đao bằng tư thế nửa quỳ. Có lẽ bởi tiếp xúc thân thể quá đường đột, có lẽ vì danh dự đàn ông đã phải chịu đủ lạnh nhạt, châm chọc, sỉ nhục trong thời gian dài mặt mũi mạch doãn lương đỏ ửng bả vai run lẩy bẩy vì xúc động mãnh liệt một người đàn ông áo mũ chỉnh tề tướng mạo đường đường đột nhiên thảm hại tới vậy quả thật khiến người ta không đành lòng nhìn tiểu đao không có gì để nói đỡ mạch doãn lương dậy rồi lại ngồi xuống không biến sắc rút cổ tay khỏi bàn tay anh ta hộp khăn giấy trên bàn trở thành niềm ăn ủi sâu sắc nhất dành cho ngày mạch đang suy sụp mạch doãn lương lau nước mũi tự giễu cười nói để ngày nghiêm chê cười rồi Tôi cũng không thường xuyên như vậy Thật sự vì gần đây nhiều áp lực quá Công ty quản lý sắp xếp công việc cho tôi Lịch biểu diễn và sâu giải trí dày đặc Ngủ cũng không yên Ngày nghiêm bằng lòng ngồi đây trò chuyện với tôi vài câu Tôi đã cảm kích lắm rồi Nghiêm tiểu đào rất phong độ gật đầu Tôi hiểu Công việc đừng nên bận bịu quá Tiền nhiều mấy cũng không bằng ngày ngày tự do vui vẻ Được chủ động làm việc mình thích Không bị người khác sắp đặt Mạch Doãn Lương cũng biết nghiêm tiểu đao nói vậy là có ẩn ý. Khuế mắt gượng cười, hẳn lên những nếp nhăn sâu. Tiềm bao nhiêu mũi protein và hyaluronic acid cũng không thể che giấu nỗi mỏi mệt, thê lương xuất phát từ tinh thần. Có phải ngành nghiêm nghĩ tôi là kiểu như vậy? Là kiểu tự dước lấy nhục, không biết xấu hổ, thấy cây cao thì lập tức trèo lên, đổi bại hết thuốc chữa. Nghiêm tiểu đao nói thẳng. Không, tôi nhìn là hiểu, anh không muốn, ba chữ anh không muốn rời khỏi miệng mạch rõ lương tức khắc vỡ òa khuôn mặt tuần tú đau đớn vì xúc động đường nét và bắp thịt trên khuôn mặt đồng thời co giật giữa đau đớn như đứt tưởng khúc ruột thể xác đẹp đẽ run lẩy bẩy vỡ vụn lả tả rụng rời dù cho đến lúc này vẫn không dám khóc thành tiếng để nén âm thanh nước nước mắt vào trong đã quá quen rồi mạch rõ lương nghẹn ngào nói ngải nghiêm tôi không còn lựa chọn nào khác khi tôi có đủ tâm trí và năng lực để thoát khỏi ngọn lửa này thì đã muộn rồi toàn thân thối giữa dơ dớp không chịu nổi dù tôi thoát ra ngoài khuôn mặt xấu xí bẩn thỉu này sao có thể đối diện với ai tất cả những gì tôi có hôm nay đều xây dựng từ các giao dịch dơ bẩn tôi chẳng có gì cả tôi không còn cách nào cả đúng vì lợi ích to lớn khó cưỡng không thể không ném hết danh dự và trí khí đàn ông về sau mới sinh lòng hối hận muốn thoát khỏi tầm lưới chẳng chịt nhưng không dám, không muốn chấp nhận tổn thất, sự nghiệp và danh tiếng đúng không? Từ xưa tới nay, chuyện tốt đã khó xong toàn, cây mía còn chẳng có hai đầu ngọt, nghiêm tiểu đao trong lòng nghĩ vậy, nhưng không nói ra lời. Mạch Doãn Lương dùng đôi mắt đỏ ngầu, đờ đẫn nhìn nghiêm tiểu đao, hồn phách như đã mịt mù không nơi nương tựa. Ngài nghiêm ạ, à, từ 8 tuổi tôi đã bị sắp đặt để rơi vào tay lũ ma quỷ. Sắc mặt nghiêm tiểu đao càng lúc càng ác liệt, theo lời kể đứt quãng của mạch doãn lương mạch doãn lương kể anh ta là con riêng hơn nữa còn là đứa con riêng sinh ra có mục đích có điều mục đích này không phải để người vợ lẽ nào tranh giành tình cảm với vợ cả anh ta được chính cha mình sắp đặt sinh ra để lợi dụng chiếm lời về cho gia tộc sinh ra để chiếm lời tất nhiên cha không thương mẹ không yêu vừa chào đời đã trở thành món hàng trong một cuộc mua bán bẩn thỉu rất nhiều người yêu thích các bé trai xinh đẹp khôn ngoan ví dụ một gia đình không sinh được quý tử nếu nhà anh đẻ nhiều con thì có thể bán lại cho nhà người ta một hai đứa con riêng cũng chẳng phải con vợ cả giá bán rẻ bèo thậm chí còn tặng không được hoặc ví dụ những kẻ có đam mê đặc biệt với các bé trai xinh đẹp tập trung càng nhiều càng tốt để nuôi dưỡng trong nhà nếu nhà anh thừa con thì cứ cho người ta một đứa so với tặng tranh chữ của danh nhân siêu xe đồng hồ hoặc tặng một chiếc du thuyền, một chiếc dương cầm stairway thì tâm lý và thành ý hơn nhiều. Chuyện kinh biếu này quý ở tấm lòng, quý ở đam mê của người nhận. Hơn nữa, đứa nhỏ đem tặng lại chính là máu mủ nhà mình, càng thể hiện rõ mục đích và tấm lòng tranh công đầu. Nếu nhận bừa một đứa con hoang ven đường, nhét vào cho đủ số, đem tặng người ta loại bình dân hèn mọn, không phú không quý, thì ai rảnh mà chơi với mình? Gia đình giàu có, Thế cha anh là ai? Nghiêm tiểu đào chỉ thấy sắc mặt anh ta bạc phách vì nhẫn nhịn. Nói chẳng nên lời. Người ngoài không nhìn thấy, mặt trái chiếc bàn giờ đã bị tay hắn cào thành bốn vết sâu hắm. Hắn không thể tin nổi, cái thế giới phồn hoa, toàn ông to bà lớn, nhà cao cửa rộng này, lại tồn tại thứ cha mẹ ác độc lạnh lùng, đang tâm thực hiện những giao dịch kê rợn như thế. Bản thân hắn cũng chẳng biết cha mẹ ruột của mình là ai. Nhưng kể cả một gia đình nghèo rớt mồng tơi thì tình cảm giữa cha mẹ và con cái vẫn phải có. Hắn thực sự quá bất ngờ với câu chuyện này. Khung cảnh ngoài cửa sổ phản chiếu qua mắt mạch doãn lương. Khoảng một năm sau khi trở về, tôi bị đưa tới đại lục, tặng cho một đám trùm giàu sang quyền thế, thủ đoạn cao siêu. Chính là nhóm người giàu nhất trong giới kia. Cha tôi dùng tôi đổi lấy nguồn vốn khổng lồ và sự ủng hộ của dư luận chiếm được chiếc ghế nghị sĩ mà ông ta hàng ao ước từ lâu. Tại thời khắc lịch sử trọng đại như thế, ông ta hay bất luận kẻ nào cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Xí nghiệp thương mại của ông ta cần người có máu mặt trợ giúp, cần phải tỏ thái độ trung thành với những xếp to kia, cần... Mạch Doãn Lương đã úp mở tình tiết, nhưng không nêu tên các nhân vật then chốt. Nghiêm tiểu đào cũng hiểu, chắc chắn không phải chỉ để leo lên chức nghị sĩ hoặc đại biểu, có thể phải là chiếc ghế cao hơn hiển hách hơn Bây giờ không tiện đề cập tới Bởi vậy Chắc hẳn ngày mạch này cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc Tuy nhiên chỉ là đứa con riêng bất hạnh bị ném đi Bị ép dùng danh dự nửa đời người Đổi lấy quyền cao chức trọng Và dinh thự vàng son của nhóm người nào đó Anh nói là 8 tuổi 8 tuổi mà họ nhẫn tâm sao Nghiêm tiểu đạo khó khăn hỏi Không Cũng không hẳn Có người không thích ngây thơ Muốn nuôi lớn trước chỉ thích chọn những đứa đã dậy thì cao giáo Giọng mạch Doãn lương nhẹ bẫng Vào ngày sinh nhật 15 tuổi Thực ra Có lẽ đó là một vòng tròn đặc biệt Bao gồm một số người quyền cao chức trọng Đặc biệt thích hưởng thụ cảm giác nuôi dưỡng con mồi Nên mới có vài kẻ Chuyên đi vơ vét trẻ vị thành niên cho họ Giúp họ tổ chức trò chơi nuôi dưỡng Suốt nhiều năm Không chỉ mình tôi có vận mệnh bi kịch như vậy Cậu MC ngày gặp trong tiệc mừng mấy hôm trước Chính là Lưu Dịch Luân Tôi biết cậu ta cũng như thế Giống như tôi Bị ép buộc Cậu ấy cũng không muốn Lưu Dịch Luân MC Thiên Tài Danh hiệu Lưu Xếp dòng Của Đài Vệ Thị Tải hoa hơn người Miệng lưỡi trôi chảy Diện mạo cũng đẹp trai vô cùng Nghe nói là vật nuôi được rất nhiều phu nhân bỏ tiền cưng nựng Không ngờ nguyên nhân lại là như thế Một đám biến thái mất trí Rốt cuộc là ai Có lẽ chẳng còn quan trọng Trong cái vòng đó Đinh viễn không bao giờ thiếu các giao dịch tiền tài nhan sắc, mất nhân tính, ép người làm kỹ. Định luật thép và quan hệ cung cầu muôn đời trợ giúp các giao dịch đó sinh sôi, không ngừng tuần hoàn qua lại. Sự hèn mọn cùng với vẻ bất lực, yếu đuối, sợ hãi, kháng cự của mạch doãn lương đều chỉ là lớp vỏ ngoài hời hợt, che đậy, lời giải đáp về chân tướng sự việc mà người ta khó lòng tiếp nhận. Mạch doãn lương nhấp ngụm trà, cảm xúc đã bình ổn lại nhưng mí mắt vẫn sương phù. Có lẽ ngài nghiêm thấy tôi đừng đột quá. Tôi và ngài không thân thiết, vốn cũng chẳng quen biết gì nhau. Nhưng tôi lại tìm ngài, kể lệ bao nhiêu chuyện cũ không vui này. Vì sao tôi muốn kể cho ngài? Bởi vì tôi thật sự không có ai đáng tin cậy để thổ lộ nỗi lòng. Ngoài mặt hớn hở, trong lòng cô quạnh, tôi không thể tâm sự với các fan của mình, tự vạch trần bộ mặt thật xấu xí, đáng gây tởm của mình cũng không thể nói với trợ lý người đại diện công ty bạn bè chuyện này lộ ra sẽ không ai thông cảm với tôi họ sẽ chỉ mắng tôi bẩn thỉu khinh tởm thực ra tôi chẳng có gì cả tôi chỉ là một lớp vỏ bao quanh cái xác không hồn mạch doãn lương lại nở nụ cười tiếng cười vô cùng não nề và khó nghe dù không ở trên sân khấu người này vẫn giữ thói quen trang điểm nhưng lớp trang điểm không che giấu được khuôn mặt tái nhợt bệnh trạng mạch doãn lương có đôi mắt rất đẹp ban đầu vốn phải là mỏ vàng lấp lánh nhưng mỏ vàng không ngừng bị đào sới cướp bóc tất cả ánh sáng đã bị tước đoạt đôi mắt bây giờ chỉ còn lại hai bãi đất vàng thê lương dạo này nhiều áp lực quá bị những người đó hành lên hành xuống mất ngủ triển biên bệnh rất nặng bác sĩ nói là bệnh trầm cảm tôi thật sự rất khó chịu chỉ muốn gặp ngài một lần trước khi quay về ngài nghiêm ngài thật sự là một người tốt dứt lời mạch doãn lương khẽ cười nhìn nghiêm tiểu đao như đã hoàn thành nguyện vọng đấy là nghiêm tiểu đao trùng xuống cổ họng căng cứng thậm chí không thể nói ra lời an ủi thích hợp vài câu an ủi rẻ tiền thì ích lợi gì có thể lấp đầy các vết thương sâu tận xương cốt có thể xoay chuyển vận mệnh khắc nghiệt vô tình hay không tôi có thể giúp được gì cho anh anh cứ nói nghiêm tiểu đao nói anh vẫn có thể lựa chọn ra đi xuất ngoại, xa chạy cao bay, tìm một nơi không ai biết đến anh, làm lại nửa đời sau. Mạch Doãn Lương hạ mắt, không tỏ rõ ý kiến. Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của ngài, làm lại từ đầu. Ngày mai tôi sẽ đáp máy bay trở về, không biết bao giờ mới gặp lại. Ngài nghiêm, được quen biết ngài là may mắn ba đời của tôi. Tôi có món quà tặng ngài, coi như chút lòng thành. Mạch Doãn Lương đã chuẩn bị sẵn lấy ra một chiếc hộp vuông màu xanh sẫm thanh lịch và sang trọng từ trong túi sách trên hộp là logo của một thương hiệu đồng hồ thụy sĩ nổi tiếng vừa nhìn đã biết giá trị vô cùng nghiêm tiểu đao từ chối khéo không cần phải thế mạch doãn lương nói chút lòng thành của tôi xin ngài nhận cho nghiêm tiểu đao khó xử tôi không giúp được anh cái gì không có mặt mũi nhận quà của anh là tôi làm trễ nải thời gian ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của ngài Mạch Doãn Lương thành khẩn xin lỗi. Chỉ là chiếc đồng hồ tôi đã dùng vài lần, vẫn chưa sửa chữa, cũng không đắt đỏ gì. Tôi biết nghiên tổng có thể tự mua bất cứ loại đồng hồ nào, sẽ chẳng thích thú gì với chiếc này. Nhưng đây là chút lòng thành của tôi với ngài. Hy vọng ngài nhận cho, mong ngài giữ gìn cẩn thận. Mạch Doãn Lương ánh mắt khẩn thiết, vẻ như sắp quỷ xuống van xin. Khăng khăng nhét chiếc hộp màu lam vào tay nghiêm tiểu đao. Hai người giằng co một lúc. Cuối cùng, Nghiêm tiểu đao cầm lấy chiếc hộp Được rồi Tôi nhận Nhưng xin ngài mạch giữ gìn sức khỏe Nếu cần giúp đỡ Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng Cuộc nói chuyện gian khổ này Vốn nên kết thúc tại đó Tâm trạng vô cùng nặng nề khó chịu Nghiêm tiểu đao đứng dậy Mạch doãn lương vẫn ngồi tại chỗ siết chặt chén trà Chén sứ trắng bị siết trong lòng bàn tay Hòa vào một thể với khớp xương tái nhợt Nằm ngón tay nghiêm tiểu đao bấu chặt mép bàn chỉ một lát đã bóp ra vụn gỗ từ lớp gỗ xoài, không rắn chắc. Khàn khàn nói với Mạch Doãn Lương. Lúc nãy anh nói, đó là một vòng tròn đặc biệt. Không chỉ mình anh gánh chịu vận mệnh bi kịch này. Vậy thì, trừ Lưu Dịch Luân, anh nhắc tới. Anh còn quen ai trong giới này hay không? Bàn tay nằm trên trà của Mạch Doãn Lương run lên. Bản tính hèn mọn và yếu đuối, khiến anh ta khúm núm do dự trước những khoảnh khắc thế này. Ở đây chỉ có tôi và anh anh nói đi lỗ tai nghiêm tiểu đao kẹt cứng không muốn nghe thêm gì nhưng lại không thể không hỏi nghiêm tiểu đao hỏi vậy là có ý gì lẽ nào mạch doãn lương không hiểu tóm lại anh gặp lăng hà ở đâu bao giờ nghiêm tiểu đao không nhìn vào mắt mạch doãn lương mạch doãn lương cố gắng giữ giọng bình thản trong lần đầu tiên và lần thứ hai tôi tới đại lục ở yên đô tại nơi đó nghiêm tiểu đao kinh ngạc tức là Lúc anh còn rất nhỏ Mạch dã Lương gật đầu Tất cả mọi người Tuổi tác không chênh lệch nhiều Năm nay tôi 25 Tôi đoán Ngài Lăng xấp xỉ tuổi tôi Chắc cậu ấy nhỏ hơn tôi một chút Từ khi ấy đã rất xinh đẹp rồi Tại khoảnh khắc đó Nghiêm tiểu đào nổi cơn xanh Xét đánh ngang trời Cảm thấy ủ tai Không thể không chống hai tay xuống bàn trà Khom lưng nhìn chằm chằm mạch dã lương Ngài mạch Nhiều năm qua rồi lúc đó anh 18 tuổi anh có nhận lầm người không mạch doãn lương mở to mắt suy ngẫm nói ngài lăng không phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của cậu ấy chưa kể dòng máu lai đặc biệt như vậy nghiêm tổng nghĩ ai có thể nhận lầm cậu ấy hình như cậu ấy thay đổi tên họ trước kia không dùng tên này nhưng nếu mười mấy năm trước ngài từng gặp cậu ấy chẳng lẽ bây giờ ngài không nhận ra cậu ấy sao chén trả trước mặt mạch doãn lương vỡ nát bị nghiền thành bột trong lòng bàn tay nghiêm tiểu đao. Nghiêm tiểu đao là người trời sập xuống cũng không biến sắc, tuyệt đối không bao giờ hồn siêu phách lạc, không bao giờ kinh hoàng lo sợ. Hắn ngồi dậy, phủi tay, trịnh trọng dặn dò mạch doãn lương. Tôi nghĩ anh nhìn nhầm, nhận lầm người rồi. Những lời vừa rồi chỉ giới hạn giữa tôi và anh. Tôi không hy vọng anh nhắc lại với người thứ ba. Anh có thể hứa với tôi không? Thưa ngài mạch, mà... Mạch Doãn Lương sửng sốt ngước lên nhìn hắn, tức khắc nhận ra thứ tình nghĩa sâu nặng không thể nói thành lời. Anh ta hâm mộ ngày lăng này biết bao. Nghiêm tiểu đao nói, tôi sẽ coi như hôm nay không nghe thấy những lời này của anh, chưa bao giờ nghe thấy. Sau này cũng không muốn bất cứ người nào nghe được hoặc nhắc tới từ phía anh. Có thể hứa với tôi không, ngài Mạch? Mạch Doãn Lương đỡ đẫn gật đầu. Tôi sẽ không nói nữa. Nghiêm tổng yên tâm, tôi sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa hai người tạm biệt trước quán trà khuôn mặt nghiêm tiểu đao không biểu lộ bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào trịnh trọng nói ngài mạch bảo trọng nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi tôi đi trước hắn không lên xe của mạch doãn lương mà giải bước trên con phố hưu hưu gió lạnh đầu xuân phương bắc tiết trời xe lạnh hàng dương trổ hoa dợp trời vương đầy lòng người một mình hắn bước trên con đường trắng xóa hoa dương nét mặt vô cảm nhưng đần độc hưu quạnh âm thầm chỉnh đốn tâm tình. Sâu trong lòng hắn đang cân nhắc, tiếp tục cô độc hưởng thụ tự do, vô dục vô cầu, chống trải cho tới chết, không có gánh nặng và phiền não. Hay dùng đôi tay ôm chặt lấy một người, dùng đôi vai chống đỗ tất cả chỉ trích và áp lực ồn ùn kéo tới, mãi mãi bảo vệ cho người đó. Cân nhắc khoảng 10 giây, cán cân đung đưa rồi nghiêng hẳn về một phía, thắng bại đã phân. Hắn muốn người kia, bất kể trước đây từng xảy ra chuyện gì, hay sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Trong vòng 3 ngày, Lăng Hà đã bị tạt hai chậu nước bẩn. Chậu nước bẩn thứ nhất đến từ thích Gia. Hắn không dám nghi ngờ cha nuôi lửa gạt hắn. Nhưng trong giới đồn rằng, Lăng Hoàng chưa chết. Lăng Hoàng và con trai không trong sạch. Chậu nước bẩn thứ hai đến từ Mạch Doãn Lương. Mạch Doãn Lương quả thật không giống kiểu người dối trá. Tâm trạng anh ta từ đầu tới cuối như sắp sụp đổ. Thân thể run lẩy bẩy. Bằng khả năng quan sát và kinh nghiệm giang hồ phong phú, nghiêm tiểu đao đoán mạch doãn lương mắc bệnh trầm cảm khá nghiêm trọng. Nếu chỉ là diễn thì diễn quá xuất sắc, quá cao siêu. Mạch doãn lương không có khả năng ấy, cũng không có ai biện ra câu chuyện bôi nhọ danh dự bản thân và gia đình mình, chỉ để mưu cầu lòng thương hại từ kẻ khác. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Lăng Hà có bí mật, gia thế và người cha của Lăng Hà đều có ẩn khúc. Lăng Hà có hai bộ mặt, đôi lúc tính tình quái gở, ngang ngược, không hợp lẽ thường, chắc chắn phải có nguyên do. Lăng Hà chỉ đề cập tới thời niên thiếu xuất ngoại du học, nhưng du học bao nhiêu năm, có từng về nước không, đã từng sống với ai. Những điều này thực ra nghiêm tiểu đa hoàn toàn không biết, cũng không dám đảo sâu nghiên cứu. Trong tư tưởng của hắn, trung tình là trung tình, trung tình bất luận ra thế dòng dõi, ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn, chính là những lời Lăng Hà nói với hắn Lăng Hà vui vẻ như trẻ con Nói rằng Tôi cao hơn anh Tôi ôm anh mới hợp Đêm khuya thanh vắng Ánh mắt Lăng Hà hòa cùng với hắn Nói rằng Cho anh chọn Tôi dạy anh đánh đàn Những lời này đều là diễn sao Nghiêm tiểu đao nhắm mắt hồi tưởng Tuy khả năng diễn xuất của người này cao siêu nhất quán Nhưng đôi lúc vẫn tỉnh cờ hé lộ chút chân tình Tất cả đều là thật Hắn mua một sâu mất hổ lô kẹp nhân khổng lồ ngồi ở ven đường, mặc cho gió lạnh và bụi đất hất tung vạt áo. Hắn gỡ táo gai, bánh đậu và quýt, chậm rãi ăn từng miếng, liếm vụn đường trên khóe miệng. Xác nhận thứ này vẫn giữ nguyên mùi vị như trong ký ức, thi thoảng lẫn vào đôi ba vật lạ, nhưng bản chất vẫn mềm mại, ngọt ngào. Buổi tối, nghiêm tổng về nhà rất muộn, các huynh đệ đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Sân trong của tòa nhà này rất lớn, nghiêm tiểu đào ở biệt thự chính bốn tiểu đệ ngủ ở hai phòng dưới lầu. Cạnh biệt thự chính còn có lầu phụ dựng thêm, ngủ được bảy tám người. Bình thường, mười mấy gã đàn ông vẫn sống chung như thế. Nghiêm tiểu đao cố tình nần ná đến hết buổi tối và tiết mục giải trí sau bữa tối mới về nhà, né tránh dây dưa không cần thiết. Trong lòng thấy hơi mệt, không muốn nghe những người không liên quan om sòm trêu ghẹo quan hệ của hắn và Ngài Lăng. Lần đầu trong đời, hắn cảm thấy tập thể ký túc xá của đàn ông độc thân này chật trội quá đi qua sân phơi thấp thoáng thấy có bóng người. Định thần nhìn lại, chính là gốc ngũ gia bỉ nọ. Tử Xuân sang thu, dùng dinh tán lá. Hoàng tử cẩn mẫn ló đầu ra từ phòng ngủ dưới lầu, đầu tóc bùi xù, mặt đầy ngái ngủ. Bị nghiêm tiểu đao ra hiệu suýt, đuổi về ngủ tiếp. Trên thực tế, khúc hát du dương, ngần nga khắp biệt thự hôm nay cao cấp vô cùng. Không phải đĩa nhạc thu âm, mà là diễn tấu nhạc sống, do nghệ sĩ khách mời đặc biệt đánh stangway mà ra. Ánh trăng như nước chảy, hoa xuân trải dài, cả biệt thự bồng bềnh trong tiếng dương cầm đẹp tới vô ngần. Chính giữa phòng đặt một chiếc dương cầm ba chân lộng lẫy, bóng dáng người đánh đàn tĩnh lặng mà thanh nhã, đường cong hoàn mỹ từ cổ tới sống lưng, áo sơ mi bao bọc thân thể mảnh mai cân xứng, ôm trọn vòng eo mềm mại gọn gàng, dáng dấp phóng khoáng phong lưu như từ trong mây bước xuống, đây không phải người phàm. Hùng gia và Tam nương cùng lặng thinh bị tiếng đàn huấn luyện thành giòn rén rụt rè nhịp bước đẩy văn nghệ bốn chân khẽ khàng êm mái hơn nữa còn tuân thủ lễ nghi phương tây nhạc chưa kết thúc thì chưa được vỗ tay nhạc chưa kết thúc thì tuyệt đối không dám oang oang sủa bậy đợi xong xuôi mới dám chạy tới thân thiết cọ cọ chủ nhân nghiêm tiểu đao để áo vét trên sofa bước tới ngồi xuống nửa băng ghế trống bên cạnh vị trí này đã để dành cho hắn đặc biệt đợi hắn về xin lỗi nhé về trễ quá Nghiêm Tiểu Đao đặt tay lên phím đàn, tùy tiện gõ vài âm. Quá yên tĩnh, hắn không chịu nổi. Lăng Hà thản nhiên liếc mắt, lời nói đầy ẩn ý. Về ngủ là tốt rồi, không thì ma quỷ lộng hành trong biệt thự. Nghiêm Tiểu Đao hỏi, tôi là hộ pháp trừ tà sao? Lăng Hà chế nhạo hắn, anh đẹp trai hơn hộ pháp, nhưng cũng là có tác dụng trừ tà. Hai người không hẹn trước, nhưng cùng vươn tay, bất chợt nổi hứng bốn tay cùng đà một bản sôi sục nhiệt liệt nghiêm tự đau cảm khái cả nhà ngủ hết rồi lăng hà chẳng cần lý lẽ ngủ hay không kệ họ chứ chúng ta đàn kệ chúng ta lăng hà đặt mua một đống nhạc phổ online gửi chuyển phát nhanh tới đều là giáo trình sơ cấp và trung cấp hiển nhiên là để chuẩn bị cho tuyển thủ lớn tuổi mới vào nghề lăng hà ném cho hắn mấy cuốn nhạc phổ dùng mắt ra hiệu đến giờ giảng dạy cho ông chủ rồi tâm trạng nghiên tiểu đao không ngừng đảo lộn qua từng trang nhạc phổ nốt nhạc nhảy nhót trên nền giấy trắng tinh cuồn cuộn như thủy ngân hắn bất chợt nhìn thẳng vào mắt y trưa này tôi gặp mạch doãn lương ở quán cà phê chuyện trò với anh ta mấy câu lăng hà không hề lộ vẻ kinh ngạc chút cảm xúc nhỏ nhoi men theo đôi mắt vượng và hàng lông mày đen nhánh chậm rãi khuất sau làn tóc nơi thái dương anh thích trò chuyện với ai cũng được không cần báo cáo với tôi Nghiêm tiểu đao hạ giọng khẽ nói Thì báo cáo một chút Không lừa gạt cậu Lăng Hà cười khẩy lễ sao vô tình khuét thẳng vào vấn đề Nghiêm tổng có chuyện gì muốn hỏi tôi phải không Đừng quanh co lòng vòng Hỏi đi Đây mới là phong cách của nhà họ Lăng Khi thế bức người Không chừa đường sống Chẳng thèm che giấu bản tính sắc sảo Và thuật đọc tâm Chẳng cần lá mặt lá trái với ai hết Nghiêm tiểu đao chăm chú nhìn y Không muốn hỏi gì cả Nghiêm tổng có nghi vấn gì thì cứ hỏi tôi Lăng Hà liếc xéo hắn Dùng ánh mắt xé toạc ra mặt hắn Làn môi mỏng khẽ mấp máy tuôn thẳng một chàng Nào có thứ phong ba bão táp Đả kích ngấm ngầm Hay yêu ma quỷ quái hổ báo tỷ hưu gì mà tôi chưa từng thấy Tôi sẽ không bị bất cứ vấn đề gì hù chết Hoặc uất chết Nghiêm tổng cứ nói Ngàn vạn lần đừng nên kiềm chế Nghiêm tiểu đao khẳng khái đáp Tôi không có bất cứ vấn đề gì cần hỏi cả ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn đã xác nhận được phán đoán và tâm trạng của mình. Không phải trốn tránh, mà là thoải mái, cảm thấy mình không nhìn lầm. Ngải lang cả người gai góc, hào quang lóa mắt bắn ra bốn phía, tính tình vừa thối vừa cứng, không ai trị nổi này, thật sự không giống mạch doãn lương hay lưu dịch luôn. Từng cái gai trên người đều biết đâm tay thế này, thật sự không giống. nghiên tiểu đao gõ phím đàn một lát, hạ giọng làm hòa. Vừa nãy cậu đàn bản gì thế? tôi muốn học bản đó thầy lăng chẳng buồn nể mặt thẳng từng bác bỏ anh học trò cầu tiến sonat ánh trăng khó lắm anh không học được đâu học ba tháng cũng chẳng nổi nghiêm tiểu đao nói thì từ từ học ba tháng có làm sao hàng mi giày dập của lăng hà khẽ buông xuống tôi dạy anh bản nào dễ thôi tranh thủ ba ngày học cho xong đêm đó nghiêm tiểu đao vẫn còn chưa hiểu tại sao lăng hà không dạy hắn bản khó từ từ thôi, gấp gáp làm gì? Sao cứ khăng khăng phải ba ngày thành nghề? Lăng Hà lấy nhạc phổ cho hắn chọn, chọn một bản có vẻ đơn giản của Bách. Hiệu suất học tập và giảng dạy của hai người không cao, vì đánh đàn dần biến thành tán gẫu và đấu võ mồm với nhau. Cơ bản đều là tiểu đao luyện tay, Lăng Hà luyện miệng, phê bình anh học sinh hết nước hết cái. Đôi lúc tiểu đao bất giác bị cuốn hút bởi ánh mắt của y. Phải lặng lẽ rời mắt, rồi lại dùng khóe mắt quan sát thầy Lăng đang gắt gao nhìn đôi tay anh học trò, vẻ như muốn nuốt luôn ngón tay hắn. Tay phải và tay trái của hai người khá gần nhau, đàn tới một số âm vực thường không hẹn mà gặp, trong lòng như có cảm ứng, ngón áp út và ngón út lập tức kề sát vào nhau. Không ai lên tiếng, cũng không ai tách ra. Tay kể với tay, vì vậy nhạc phổ biến thành gõ loạn. Đánh đàn giữa đêm khuya thật sự rất giống đám trẻ con ham chơi, vũ trang khởi nghĩa chống đối cha mẹ, mải mê không chịu ngừng, Bản nhạc của bác chỉ tập được hai trang Giao hẹn ngày mai học tiếp Nghiêm tiểu đào đưa ngài lăng đi rửa mặt Thu xếp lại giường Tự hắn quay về phòng ngủ cho khách Bóng dáng lẻ loi tịch mịch Chậm rãi băng qua hành lang mờ tối Rõ ràng lưu luyến chẳng muốn đi Rõ ràng kìm nén bao nhiêu áp lực Hắn vào phòng tắm, cởi áo Thỏ đầu dưới vỏ sen Dùng nước lạnh thô bạo rửa giấy cho tỉnh Sau đó ra soi cương Nước lạnh không nể nang xối ướt tóc Ngực và các bộ phận khác của hắn. Từng giọt nước nhảy nhót trên hàng mi dày đen nhánh, cô ép mình sực tỉnh sau quá trình uống rượu độc giải khát. Cuối cùng, chỉ khiến phần nhô cao phập phồng bên dưới càng không thể che giấu. Nghiên tiểu đao thình lình ghé sát vào gương, hiếm khi tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt mình. Có chút ngượng ngùng, hạ mắt nở nụ cười. Mặc cho tâm trạng từng tấc, từng tấc chìm vào sung sướng. Đây là thứ xung động hắn chưa bao giờ được trải qua. Trước kia, hắn cũng chưa bao giờ tán thưởng tướng mạo của mình như vậy. Rõ ràng đã qua cái thời thanh xuân ngang ngược, thế mà đột nhiên tự kỷ, tạo dầu rạch sẽ, còn dùng nước xúc miệng xóa sạch mùi thuốc lá. Ngải Lăng không hề ngốc nghếch mà tinh tế vô cùng. Khi biết hắn lén gặp Mạch Doãn Lương, Lăng Hà thẳng thắn luôn rằng: "Có nghi vấn gì cứ hỏi." Sẽ từ góc độ nào đó, câu này tương đương với thừa nhận, quả thật Lăng Hà quen biết Mạch Doãn Lương, Mạch Doãn Lương cũng không nhận làm người chuyện cũ của lang hà mà mạch doãn lương lén lút tiết lộ rất có khả năng đã thật sự xảy ra cũng chính vì thế hắn cảm thấy không cần phải đào sâu vấn đề này nữa đối với người mình thật lòng trân trọng hắn chỉ muốn yêu thương ôm vào lòng chứ không phải dùng phương thức hỏi cung hẹp hòi xua đuổi người ta đối với một số việc hắn hoàn toàn chẳng quan tâm nhưng đối với người nào đó hắn đã quan tâm rất nhiều nghiên tử đao tựa chán trên gương lạnh lẽo trơn trượt hạ xuống quyết định cuối cùng một lát sau hắn cúi đầu tháo bỏ đai quấn bụng màu đen và tất cả lưỡi đao rất hiến khi rời người cảm thấy không cần thiết hắn không cần đề phòng lăng hà sau đó hắn mặc lại sơ mi lên nửa thân người ướt át ngón tay nóng hổi đụng phải làn da như bốc lửa của mình cái bóng thật dài lại xuất hiện trên hành lang không còn băn khoăn do dự nhanh chóng đi tới phòng ngủ chính mở cửa bước vào ngọn đèn nhỏ đầu giường vẫn bật lăng hà cũng chưa ngủ ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn hắn nghiêm tổng nghiêm tiểu đao đứng ở đầu giường thân hình cao ngất khỏe khoắn thấp thoáng sau lớp áo trắng giọt nước trượt từ mép tóc xuống cổ nóng hầm hập anh có việc gì thế lăng hà nhíu mày đột nhiên cảnh giác tụt đầu về phía sau vẻ như muốn ngồi dậy hoặc vùng vẫy bật lên nghiêm tiểu đao không ngồi bên mép giường trò chuyện vài câu như thường lệ đùi phải của hắn quỳ trên giường tay trái vươn ra, ôm trọn đầu và lưng của Lăng Hà, cả người phủ xuống, đè lên. Sau chót, nghiêm tiểu đao nhìn thấy đôi mắt Lăng Hà chuyển màu xanh thẫm vì khiếp sợ. Trong hai con người sáng bóng đầy bối rối kia, hàn biến thành loài động vật họ mèo khổng lồ tăm tối, nặng chịu và ngang tàn, đàn áp. Hắn dùng chán và mũi, khóa chặt khuôn mặt Lăng Hà, chóp mũi cọ sát cùng chóp mũi. Trùng tình vô hạn, khoảnh khắc trước nụ hôn, đôi môi hắn run dậy không kiềm chế nổi mà đôi môi của người kia rõ ràng cũng run rẩy ánh mắt lăng hà tức khắc bị đánh sập thành rời rạc mê say cùng đám đuối giây phút hai thân thể cận kề khiến ba hồn bậy phách nghiêm tiểu đao như muốn nổ tung cơ thể hắn ngừng tụ tại đây còn tâm hồn đã lâng lâng dòng ruổi nơi chân trời chan chứa mây xanh lửa thiêu nóng bỏng phỏng rát làn da yếu ớt che chắn cho cảm xúc thể xác đê mê cuối cùng không chịu nổi áp lực chẳng mấy chốc tan thành cho bụi hình như người bên dưới vừa mãnh liệt run rẩy từ cuống họng tới sâu trong cổ họng một cánh tay vùng vẫy đẩy hắn ra cánh tay nghiêm tiểu đao run lẩy bẩy kinh nghiệm đẩy ngạo nghễ ngày xưa bỗng chốc hóa hư vô bản thân hắn như trở thành vật thí nghiệm ngây ngô khở dại lần đầu nếm thử mùi vị yêu thương và trung tình nhếch nhác phô bày trước mặt người nọ hắn trân trọng nâng khuôn mặt lăng hà lên bao phủ đôi môi y thăm dò tiến vào khoang miệng y trong nỗi mê say chưa từng có và hết cách miêu tả thành lời mồi lưỡi giao thoa, cuốn sạch những bồi hồi, do dự và hồn hển khi nãy. Khoảnh khắc giao hòa khiến ngọn lửa bừng bừng bùng cháy. Hết thảy trước mắt hắn bị san thành bình địa, chỉ duy nhất con người hoàn mỹ này còn lại trong lòng hắn mà thôi. Hắn muốn xác nhận rằng Lăng Hà đang ở trong lòng hắn không có bất cứ mối liên quan nào với cái giao dịch xấu xa dơ bẩn. Chỉ rành rành ở trong lòng hắn mà thôi, cho hắn một vòng tay, một lời an ủi, chỉ vậy là đủ rồi. Tiểu đao Nghiêm tổng Anh buông ra Âm thanh khàn khàn đè nén của lăng hà Bị vùi lấp trong lồng ngực ướt át của nghiêm tiểu đao Giống như cách một lớp bông Nhưng mạnh mẽ đánh vào tim hắn Cảm giác đau đớn này là thật Sức lực của hai người đàn ông đều không nhỏ Cơ hồ vung tay Đánh đấm trao đảo cả chiếc giường Đôi mắt nghiêm tiểu đao hoe đỏ Nóng hổi vì động tình Lấy thượng áp hạ chiếm hết ưu thế Nhưng lúc hai thân thể dây xưa bèn tranh thủ luồn tay thăm dò sau lưng lăng hà chiếc áo ngủ mặc nhà lập tức chia năm xẻ bảy dưới tay hắn sắt thép còn không chống nổi lực tay hắn huống chi một lớp vải mềm một tay hắn men theo làn xa màu mật ong khiến người ta mê đắm mạnh bạo luồn vào quần lăng hà hắn thật sự đã kiềm chế quá lâu vì người trước mặt quá yêu thương nên những kháng cự và mâu thuẫn căng thẳng và ngạo mạn từ trước tới nay xem ra có vẻ nực cười tất cả đều không chịu nổi một kích trước mặt lăng hà Chính khoảnh khắc đó, nghiêm tiểu đao nghe thấy âm thanh vùng vẫy kháng cự, không kìm nén nổi phát ra từ lồng ngực lăng hà. Phía dưới như chôn giấu ngọn núi lửa đang hoạt động, không ngừng nghiêng ngả, dung chuyển đợi phun trào. Nhàn thạch nóng chảy trắng trời ngập đất, quét hết mây mù nồng đượm ái tình. Nụ hồn lưỡi nồng nàn cũng gặp trục trặc. Lăng hà định cắn hắn, cắn xé đầu lưỡi hắn, lập tức vùng thoát khỏi miệng hắn. Bốp một tiếng, xương cứng đập vào xương cứng phát ra âm thanh trầm đục một quỷ tay nện thẳng vào nghiêm tiểu đao đập hắn bật ngửa ra sau lăng hà lật tay phải bóp chặt cổ họng hắn hai người chuyển sang thế rằng co không nhúc nhích một người nằm đè lên người còn lại hổn hển nhìn nhau dưới ánh đèn cùng nhẫn nhịn không bộc phát lăng hà nghiêm tiểu đao không muốn buông y ra không dùng tay sờ cũng tự biết dưới cằm đã sưng tấy đỏ ửng lăng hà vùng khuỷu tay rất mạnh dùng hết sức lực người trong lòng hắn cứng đờ như khối đá không thể xâm phạm Mảnh mắt chưa từng đỏ như vậy Đã giận không thể nén Thân thể chẳng những nóng bỏng Mà còn phun lửa vào hắn Lăng Hà bóp chặt cổ hắn không buông Cơ bắp căng cứng như khối sắt Mình nóng vội quá Thô lỗ quá rồi sao Nhưng đây là lần dịu dàng nhất từ trước tới nay rồi Nghiêm Tử đào luôn biết lòng bàn tay mình thô giáp thế nào Người bị hắn sở chắc chắn sẽ khó chịu Nhưng hắn lại sở rất thích Lăng Hà mịn màng không tà nổi dáng người hoàn mỹ Khiến hắn tự thấy xấu hổ hắn cũng tự nhận mình không phải người văn vẻ, lòng vòng. Có tình cảm thì nói có, không tình cảm thì nói không. Thích chính là thích. Hắn cho rằng Lăng Hà cũng dứt khoát và thẳng thắn như hắn. Tính cách hai người hợp như vậy, cảm ứng cách lòng như vậy cơ mà. Hai thằng đàn ông còn phải thảo luận, giải thích chuyện đang làm trên giường hay sao? Chẳng lẽ không cùng hiểu được hay sao? Nghiêm tiểu đào vỗ về nói. Làm cậu đau hả? Tôi xin lỗi, Ít hầu hắn phập phồng dưới ba ngón tay của lăng hà không tránh né mặc y bóp chặt nghiêm tổng điên rồi sao bỏ tay anh ra giữ lấy tự trọng và địa vị của anh dạo này eo mỏi chân lười muốn chơi gái nhưng ngại ra cổng sao lăng hà thốt ra câu này nghiêm tử đào khẽ đáp không phải anh muốn làm gì lăng hà không có đau nhưng ánh mắt sắc như đau vở vịt chính nhân quân tử lâu quá sinh nghẹn hay mặt người dạ thú Ngựa quen đường cũ sốt ruột quá rồi Ngày nghiêm ạ à, Quả thật lăng hà tôi ra cảnh xa sút Bất tài bất lực Yên phận là một thằng què ăn xin anh ở đây Nhưng anh tưởng tôi đơn thương độc mã Không đánh lại anh sao Anh và giản minh tước Dù hạo đông có gì khác nhau Đằng nào cũng nắm trong tay Không sơi thì phí quá nhỉ Lăng Hà hỉ nộ vô thường Thình lình trở mặt Khiến nghiêm tiểu đao cực kỳ kinh ngạc và khó hiểu cánh tay dần buông lỏng, cảm giác lạnh lẽo trượt xuống dọc sống lưng. Lăng Hà, đừng nói thế, tôi không hề nghĩ như vậy. Vậy ngài nghĩ như thế nào, thưa ngài nghiêm? Lăng Hà cười khẩy, cũng rất khó hiểu và phẫn nộ, đáp lại một cách mỉa mai. Quan hệ của tôi và anh gọi là gì? Từ lúc bước vào cửa nhà anh, tôi được xem là khách anh mời về hay tù binh anh giam lỏng, giám sát thay cha đuôi của anh. Tôi ở đây ngắm cá ngắm trăng, hay thực chất là ăn nhờ ở đậu sẵn sàng để bị xé xác bất cứ lúc nào đừng bảo tôi rằng anh không biết sắp tới sẽ ra sao qua hôm nay sẽ thế nào anh xách quần bước đi từ giường tôi xuống thích bảo sơn lệnh anh chặt tay chặt chân tôi quẳng xuống biển đuôi cá mập anh định nghe hay không nghe đây hả nghiêm tổng nghiêm tiểu đao kinh ngạc một lát mới mở miệng vặn lại lăng hà tôi sẽ tuống tay hại cậu sao tôi đã hại cậu bao giờ chưa dù hôm nay thích ra đứng ở đây Tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ cậu Không cho bất luận kẻ nào làm hại cậu Cậu không tin tôi đến vậy sao Lăng Hà khinh bỉ đáp Anh bảo vệ tôi như thế nào So sánh với người cha nuôi tỉnh sâu tựa biển Ân trọng như núi của anh Tôi và anh cùng lắm chỉ như cỏ rác Bèo bọt tình cờ gặp gỡ Giả như nghiêm tổng còn muốn rũ chút mặt mũi Và tự tôn Thì đừng khẩu thị tâm phi Hư tình giả ý trước mặt tôi nữa để dành sức mà thể hiện lòng trung thành với cha nuôi anh. Chỉ ông ta mới đáng tin thôi. Nghiêm tiểu đào lạnh toát cả người, không dám tin, chằm chằm nhìn mỹ nhân nằm trong lòng hắn, mắng chỉ hắn té tát. Đẹp đến khuynh thành, độc tới cùng cực. Từng câu nói ra đều quá hợp lý, thậm chí hắn không tìm được lời nào để phản bác. Từng câu từng chữ, như cây gậy quật vào mặt hắn, chọc vào tim hắn. Giờ khắc này hắn mới lĩnh giáo sự hung ác của Lăng Hà những dịu dàng khi trước tan thành cho bụi, giống như chưa hề tồn tại, không có gì từng tồn tại. Nhưng mà, tại khoảnh khắc hắn dùng lưỡi thăm dò khoang miệng người kia, rõ ràng hắn cảm nhận được thân thể ấm áp, cùng môi lưỡi lộc nhiệt đáp lại hắn. Khi hắn ôm lăng hà âu yếm mê say, rõ ràng hắn cảm nhận được người kia cũng muốn chào đón hắn, ôm lấy hắn. Hơn nữa, còn dùng cách thức rất đàn ông, dùng hai cánh tay cực kỳ mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, vuốt về hắn, những điều này tuyệt đối không phải ảo giác. Chắc chắn Lăng Hà có vút ve hắn. Chỉ là một thoáng ôm ấp triển biên đưa hắn lên mây, khiến hắn lầm tưởng người kia cũng mong muốn chuyện này. Nghiêm tiểu đao rất muốn móc tin ra bày tỏ, nhưng có vài lời không thể nói rõ, chỉ đành dệt kín yêu thương, giúp tích thẩm thì. Tôi thương cậu, tôi muốn che chở cho cậu. Cậu có gì khó nói và bất đắc dĩ, cứ chia sẻ với tôi. Tôi gánh vác thay cậu, lăng hà thẳng thừng gạt bỏ cảm ơn ý tốt của nghiên tổng không cần thiết có một số việc anh không gánh nổi mà tôi cũng chẳng cần ai thương tôi không phải mạch doãn lương yếu hèn cam chịu than thân trách phận vẫy đuôi mừng chủ tôi thẳng thắn nhanh miệng chẳng có gì khó nói nghiêm tổng muốn thương hương tiếc ngọc thì cứ tìm ngài mạch mà thương nghiêm tiểu đao cực kỳ thất thần lẩm bẩm cậu không muốn lăng hà buông lỏng bàn tay bóc cổ hắn tôi không muốn Tôi không muốn Tôi không muốn Kim Tiểu Đao gian khổ rời khỏi Lăng Hà Chỉ là động tác tách ra cực kỳ đơn giản Nhưng nỗi thất vọng Và cái lạnh tận xương Đẩy hắn rời xa người trước mặt Quảng hắn tới cuối chân trời Có lẽ Lăng Hà cũng tự thấy mình quá bạc tình Hàng mi dày rủ xuống Che khuất chút lê lói thật lòng Xin lỗi ngài nghiêm Có lẽ chuyện gì đó đã khiến ngài hiểu lầm Sự yêu thích của tôi không giống với ngài Tôi không phải tôi không thích đàn ông. Ngài vẫn là nghiêm tổng khôi ngô phóng khoáng, quyến rũ người người. Ngài chỉ nhầm đối tượng thôi. Nghiêm tiểu đao lặng lặng nhìn y. Tôi cũng không phải. Tôi cũng không thích đàn ông. Tôi chưa làm bao giờ. Nhưng tôi thích cậu. Nghiêm tiểu đao cho rằng câu nói này là lời thổ lộ sâu sắc nhất giữa hai người. Không cần phải vòng vo vô nghĩa. Tôi không thích đàn ông. Tôi chưa bao giờ đụng vào đàn ông. Chỉ vì cậu là cậu thôi. Lăng Hà, Rõ ràng Lăng Hà nghe xong cũng hiểu Liều chết vật lộn rời mắt đi Lại khiến nít hầu run rẩy ngoài tầm kiểm soát Nhìn tiểu đao trở mình xuống giường Không ngoái lại Kìm nén cơn đau như kim chích lặng lặng bỏ đi Lăng Hà nói không muốn Hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc người kia Hai người lên giường đều phải tình nguyện Đều muốn trung tình Đầu gối tay ấp Hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép Hắn vốn đã không cưỡng ép bất kỳ ai huống chi là người hắn thật lòng yêu thương và trân trọng Không thể làm được cho dù sức lực hai người chênh lệch nhau là thế hắn để lên chân người kia khẽ dùng sức là có thể mãn nguyện dễ dàng đêm đó hắn ngồi hút thuốc trên tảng đá trong góc sân sau hưởng thụ gió lạnh còn bị đám tiểu đệ ở lầu phụ trông thấy đó mặt ra hỏi hắn lão đại chưa ngủ ạ à? lên cơn nghiện ra ngoài hút điếu thuốc nghiêm tiểu đào đáp ha ha lão đại thương người ta thiệt nha đám tiểu đệ quay vào Nghiêm tiểu đao cũng không lộ vẻ nản lòng, xấu hổ, hoặc muốn sống muốn chết. Trong lòng hắn đau khổ, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Hắn có thể trải qua bất luận đả kích nhân sinh nào? Chú chuyện này đã là gì đâu? Nghiêm tiểu đao không có cơ hội tận mắt chứng kiến. Ngay sau khi hắn đóng cửa rời đi, Lăng Hà tắt ngọn đèn nhỏ. Dấu kín tất cả ham muốn khóc cười gần như điên đảo tâm trí y vào bóng tối. Lăng Hà ngửa mặt nằm in trên giường, chừng chừng nhìn lên trần nhà mừng tượng lại bóng dáng cao ngất và khôi ngô chóp mũi y tha thiết muốn cọ vào chóp mũi người đó cọ thật lâu cọ đến ngạt thở cọ lên nốt ruồi nhỏ xíu đầy khiêu gợi kia y khẽ chạm vào môi mình hồi tưởng lại đôi môi hôn lên môi mình giữa bao quanh co trồng chéo y không có chút kinh nghiệm mà cũng chưa trải qua việc này bao giờ chỉ nhớ của y quanh quẩn trong hương thuốc lá nhàn nhạt, nhạt đầy phấn khích hỗn hợp nước xúc miệng bạc hà ngọt ngọt không thể che đậy mùi thuốc lá nồng nàn thuộc về riêng tiểu đao. Y nhớ lại nụ hôn thô lỗ nhưng nóng mỏng tới tận con tim. Nụ hôn tràn trề khí thế và sảng khoái mê say giữa hai người đàn ông nọ. Y đưa ngón tay thăm dò vào khoang miệng vô vọng muốn tìm lại mừng vui hoan hỉ. Cái nóng như thiêu như đốt xúc cảm tuyệt vời như cùng lúc tiến vào cực lạc khi đầu lưỡi hai người quấn quýt bên nhau. Tôi không thích. Tôi không muốn. Đàn ông làm chuyện đó với nhau Tôi chỉ thấy cây tởm, buồn nôn. Nhưng là... là tiểu đau đó. Hết tập 17 Các bạn đang được thưởng thức bộ tiểu thuyết đam mỹ Ngược dòng vung đao tác giả Hương Tiểu Mạch qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem rất mong nhận được comment của các bạn để cây ngày càng hoàn thiện hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo